Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Dự đại hội có lãnh đạo các bộ ban ngành, mặt trận đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ và 350 đại biểu là những đảng viên ưu tú tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho gần 67.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Tại đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát biểu khai mạc đại hội. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trải qua gần 30 năm đã giành được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. 5 năm qua, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp. Song, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng rất đáng tự hào. Kinh tế ổn định và tiếp tục phát triển, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nguồn lực cho đầu tư phát triển ngày càng được huy động và sử dụng tốt hơn, cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp và ngày càng phát huy hiệu quả, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tạo được nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, vai trò của mặt trận, các đoàn thể ngày càng được phát huy, dân chủ xã hội được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được thắt chặt. Những thành tựu to lớn đó là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã tạo tiền đề hết sức quan trọng để tỉnh ta tiếp tục phấn đấu phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ tới, những tác động của tình hình thế giới trong nước sẽ vừa tạo ra thời cơ, vừa đặt ra những yêu cầu thách thức ngày càng gay gắt đối với sự phát triển của tỉnh. Những yếu kém nội tại như quy mô nền kinh tế còn nhỏ, hiệu quả và sức cạnh tranh còn yếu, nhiều nguồn lực chưa được khai thác phát huy có hiệu quả, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt chuyển biến chưa thật tích cực, đang là những thách thức lớn đối với tỉnh ta trong thời kỳ mới. Chính vì vậy, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 có trách nhiệm hết sức to lớn trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, đề cao tinh thần từ phê bình và phê bình, thảo luận tranh luận dân chủ, cởi mở, nghiêm túc và thẳng thắn, chỉ ra những yếu kém khuyết điểm trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, rút ra những bài học sâu sắc, đồng thời có một tầm nhìn chiến lược trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong 5 năm tới, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới 2015-2020 gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đảm bảo yêu cầu cả về tiêu chuẩn và cơ cấu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn mới đạt được những thành tích to lớn hơn, vượt bậc hơn nữa. Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng, đồng thời lựa chọn bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức, có năng lực uy tín và có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội. Kính thưa đại hội, trong quá trình chuẩn bị đại hội, chúng ta đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ý kiến đóng góp của các bộ, ban ngành trung ương và rất nhiều ý kiến quý báu thiết thực của cán bộ đảng viên của các sở ban ngành, mặt trận đoàn thể, của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí là nguyên là lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ,
các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2010-2015 trình đại hội. Đại hội chúng ta trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu, tích cực, thiết thực, đầy tâm huyết và trách nhiệm đối với sự phát triển đi lên của tỉnh nhà trong thời kỳ mới. Kính thưa các đồng chí, kính thưa đại hội, sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta đã được thời cơ vận hội mới, nhưng đồng thời cũng đang đối mặt với những khó khăn và thách thức gay gắt. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đang hướng về đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc và đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Vì vậy, đòi hỏi mỗi đại biểu đại hội phải tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân để hoàn thành tốt nhất chương trình đại hội đã đề ra. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16 là đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Kính chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Tiếp đó, đại hội đã nghe đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Với chủ đề tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Báo cáo đã tập trung kiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 15. Theo đó, trong 5 năm qua, thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng tăng trưởng kinh tế được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm đạt 6,5%. Tốc độ tăng trưởng nông lâm ngư nghiệp đạt 4,2%. Trong nhiệm kỳ, tỉnh đã tập trung chỉ đạo dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nhờ vậy, sản lượng lương thực bình quân đạt 28 vạn tấn một năm. Tỉnh trồng chăn nuôi trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp tăng từ 42,8% năm 2010 lên 45% năm 2015. Kinh tế biển ngày càng phát triển, bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược biển đến năm 2020 và cả chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa. Sản lượng thủy sản đến năm 2015 thực hiện được 57.000 tấn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Qua đó đã khơi dậy vai trò chủ thể, tính tự giác của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, số tiêu chí nông thôn mới đạt bình quân 11,2 tiêu chí một xã. Tỉnh Quảng Bình đang phấn đấu đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 28 xã đạt nông thôn mới. Chương trình phát triển công nghiệp được tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Các loại hình dịch vụ phát triển khá nhanh, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bước đầu đã hình thành tam giác du lịch là Phong Nha - Kẻ Bàng, Vũng Chùa - Đạo Yến và Nhật Lệ - Bảo Ninh. Thu ngân sách duy trì mức tăng tương đối khá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2011-2015 đạt 11.185 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đô thị nông thôn, khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch dịch vụ được quan tâm đầu tư. Hoạt động xúc tiến đầu tư được chủ động. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể. Trong 5 năm từ 2011 đến 2015, tỉnh Quảng Bình đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và ký thỏa thuận hợp tác đầu tư 352 dự án với tổng mức đầu tư 107.000 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ. Đến năm 2015, tỉnh Quảng Bình có 100% xã phường thị trấn hoàn thành phổ cập trung học cơ sở, 32% trường mầm non, 72% trường tiểu học và 45% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên. Lĩnh vực khoa học và công nghệ đã có những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông có nhiều tiến bộ. Đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu có bước cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% một năm. Quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường. Thực hiện ngày càng tốt hơn chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp được đẩy mạnh. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay được đẩy mạnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Hệ thống tổ chức Đảng các cấp được sắp xếp phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và cả tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp kiện toàn, cơ bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn. Công tác kiểm tra giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chất lượng hiệu quả được nâng lên. Cấp ủy các cấp đã tăng cường lãnh đạo đối với lĩnh vực nội chính. Công tác dân vận được đẩy mạnh, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân ngày càng được tăng cường. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục được đổi mới, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy, đồng thời phát huy vai trò và trách nhiệm của cả tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng. Có 13 trên 16 chỉ tiêu định hướng mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế ổn định và có bước tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp và phát huy tốt hiệu quả. Du lịch, dịch vụ phát triển mạnh mẽ, các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ, hoạt động đối ngoại ngày càng sâu rộng có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy, vai trò của mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được khẳng định. Từ thực tiễn qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 có thể rút ra các bài học kinh nghiệm sau đây. Một là quán triệt phần nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận dụng cụ thể hóa sát với tình hình thực tế của địa phương, nắm bắt dự báo những diễn biến mới để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ giải pháp cho phù hợp, chú trọng sơ kết, tổng kết thực tiễn và phát hiện nhân điển hình tiên tiến. Hai là tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Quán triệt và thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, tính tích cực, chủ động sáng tạo của mặt trận và các đoàn thể nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, đặc quyền đặc lợi, nói không đi đôi với làm. Ba là giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Bốn là kiên trì thực hiện các mục tiêu lâu dài, các nhiệm vụ cơ bản, đồng thời tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt, tập trung khắc phục dứt điểm những yếu kém, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, có các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ từng năm và cho cả nhiệm kỳ. Năm là phát huy và mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, coi trọng và tăng cường khối đại đoàn kết vững chắc trong thường trực và ban thường vụ và cấp ủy, làm nòng cốt để mở rộng đoàn kết trong đảng bộ và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Với mục tiêu tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đại hội đã thống nhất đề ra cả chỉ tiêu định hướng và các nhóm nhiệm vụ chủ yếu như huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế nhanh bền vững, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ công nghiệp, chủ động xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ hiện đại, nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân,
đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, chăm lo xây dựng và phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thực hiện tổ chính sách người có công, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu thủ đoàn chống phá của các thế lực thù địch, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tích cực thực hành tiết kiệm, phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng lãng phí, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và công tác cán bộ. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đại hội đã đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu. Một là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục thực hiện các chủ trương giải pháp của nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị, cán bộ lãnh đạo quản lý từ tỉnh đến cơ sở phải tự giác, nghiêm túc và có biện pháp cụ thể để khắc phục những khuyết điểm, yếu kém. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, đẩy mạnh thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, có năng lực và hoàn thành nhiệm vụ tốt, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, tăng cường lãnh đạo công tác nội chính, đổi mới công tác dân vận, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp. Sớm xây dựng chương trình đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác cán bộ, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ có trình độ, có năng lực thực tiễn và đội ngũ trí thức trẻ. Tiến hành rà soát, bố trí cán bộ đứng đầu các cơ quan, các ngành lĩnh vực trọng yếu, bảo đảm đúng tầm, đủ sức trong chỉ đạo điều hành, chú trọng toàn diện cả luân chuyển và điều động cán bộ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên có vi phạm, kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém, làm việc cầm chừng, hiệu quả thấp. Tiến hành thí điểm, tiến tới triển khai đồng bộ việc tuyển chọn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý qua thi tuyển, triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sửa đổi chính sách thu hút đào tạo nhân tài phù hợp với giai đoạn mới, coi trọng cơ chế chính sách, môi trường làm việc để khuyến khích con em Quảng Bình trở về địa phương công tác. Hai là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch vùng, các quy hoạch quan trọng của tỉnh. Tập trung củng cố công tác xây dựng quy hoạch, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm đủ năng lực, có tầm nhìn xa, thực hiện công khai minh bạch các quy hoạch đã được phê duyệt để nhân dân biết, thực hiện và giám sát, đồng thời điều chỉnh bổ sung các quy hoạch cụ thể phù hợp với sự phát triển trong từng giai đoạn. Thứ ba là huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội, chú trọng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Huy động nguồn lực đầu tư của toàn xã hội theo hướng tăng hiệu quả và phát huy lợi thế so sánh của từng vùng, của từng ngành, từng sản phẩm, đẩy mạnh thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đầu tư triển khai nước ngoài FDI, vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ, huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế để đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo mặt bằng sạch để triển khai thực hiện các dự án, công trình theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc quản lý và sử dụng các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. 4. Là đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đổi mới nội dung và phương thức vận động xúc tiến đầu tư, hình thành hệ thống đầu mối để chủ động vận động trực tiếp đối với từng dự án, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tìm thị trường tiêu thụ cho các doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu thu hút đầu tư, ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực chế biến sâu, tạo năng lực xuất khẩu mới, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch,
để khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh, hình thành nhiều kênh phân phối sản phẩm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, tập trung các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế. Thứ năm là đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và nhân dân, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhà nước, loại bỏ những bất hợp lý, những phiền hà nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, xử lý nghiêm tệ cửa quyền, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời triển khai quyết liệt có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, công khai, minh bạch trong xây dựng cơ bản, quản lý dự án đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, quản lý và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý và sử dụng đất đai, mua sắm tài sản công, công tác cán bộ. Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 15, nhiệm kỳ 2010-2015. Nhiệm kỳ qua, với trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân, Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Những thành tựu, khuyết điểm, hạn chế của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua đều gắn với vai trò trách nhiệm lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban thường vụ Tỉnh ủy. Với tinh thần nghiêm túc từ phê bình và phê bình, để phát huy tốt những ưu điểm, khắc phục triệt để khuyết điểm, lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa 15 đã đề xuất một số phương hướng khắc phục khuyết điểm, hạn chế, cụ thể như: Một là nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban thường vụ Tỉnh ủy, chăm lo củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy làm hạt nhân đoàn kết trong toàn Đảng bộ và nhân dân, xác định đây là yếu tố quyết định đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy. Thực sự coi trọng tổng kết thực tiễn, đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đồng bộ trong thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp. Hai là quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 để xây dựng chương trình hành động sát hợp, xác định rõ chương trình trọng điểm, trọng tâm, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể từng địa phương, đề ra nhiệm vụ giải pháp phù hợp, nhất là các giải pháp có tính đột phá nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh để tập trung phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến. Ba là khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình công tác và kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, phát huy vai trò trách nhiệm của đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng viên trong cả cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác. Thứ tư, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, thực hiện tốt nghị quyết Trung ương khóa 11 về xây dựng đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tổ chức kiểm tra, giám sát nội chính và công tác dân vận của đảng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong đảng, trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là những nơi có vấn đề nổi lên, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề mới phát sinh, đảm bảo sự ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh. Năm là chú trọng đổi mới công tác cán bộ, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiêu biểu về trí tuệ, năng động, sáng tạo, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trách nhiệm, luôn gắn bó với nhân dân. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ đồng bộ cả về đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm để bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sáu là tiếp tục kiện toàn bộ máy cơ quan đảng, chính quyền các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận và các đoàn thể các cấp,
đề cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. 7 là chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, đổi mới hơn nữa phương thức lề lối làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy, hướng mạnh về cơ sở. Mỗi đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy phải là tấm gương sáng, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiết phong gương mẫu, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chân tình, thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và từ phê bình thực hiện chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân trước Đảng bộ và nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương ghi nhận những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2015 trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 15. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn đại hội sẽ phát huy cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, có cái nhìn khách quan toàn diện và khoa học, tập trung thảo luận về những khuyết điểm hạn chế để đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ tới, những thuận lợi khó khăn của Quảng Bình cũng nằm trong bối cảnh chung của cả nước. Chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệp định FTA với các đối tác lớn đã được ký kết, hiệp định TPP vừa kết thúc đàm phán, cộng đồng ASEAN hình thành vào cuối năm nay. Những cơ hội lớn về thương mại, đầu tư, thị trường được tạo ra, nhưng đồng thời sức ép cạnh tranh kinh tế cũng sẽ gay gắt hơn trên nhiều lĩnh vực. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, cũng sẽ tác động đến nước ta. Biến đổi khí hậu, thiên tai dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường. Trước bối cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình, những thời cơ và thách thức, những tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong phát triển. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến. Tỉnh ủy Quảng Bình đã nghiêm túc tiếp thu hoàn thiện dự thảo văn kiện. Tại đại hội hôm nay, tôi xin nêu thêm một số nội dung cơ bản nhất để chúng ta cùng thảo luận. Thứ nhất, cần đẩy mạnh huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ có lợi thế, đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung xây dựng khu kinh tế Hòn La, khu kinh tế tổng hợp, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, khai thác chế biến gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ mà tỉnh có lợi thế, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch, dịch vụ, sớm đưa Phong Nha, Kẻ Bàng, Sơn Đồng thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Lưu ý khai thác quần thể các hang động một cách khoa học, đa dạng, hiệu quả nhằm phát huy lợi thế kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, nhưng phải bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, bảo tồn và duy trì sự đa dạng, nguyên sơ và môi trường sinh thái. Làm được điều này sẽ tạo được sự hấp dẫn đối với Phong Nha, Kẻ Bàng, Sơn Đồng, xây dựng được thương hiệu lớn về du lịch. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh cây công nghiệp, xây dựng lương thực, cây lương thực, thực phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao và sản phẩm sạch phục vụ xuất khẩu và trước hết phục vụ nguồn khách du lịch ngày càng đông trên địa bàn tỉnh. Khai thác có hiệu quả thế mạnh về đất rừng, gò đồi để phát triển chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng gắn với lo đời sống của người dân để giữ rừng. Phát triển mạnh kinh tế biển, đầu tư nâng cấp cải tạo các cơ sở hạ tầng nghề cá, cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và các cơ sở chế biến sản xuất phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Thứ hai, phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, các di tích lịch sử cách mạng, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch, đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chính sách đối với người có công và các chính sách xã hội khác, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thứ ba là tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng chống tội phạm, nhất là vào tội phạm về ma túy, các loại tội phạm phát sinh ở khu vực biên giới, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo,
nắm chắc tình hình để kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp, kéo dài. Tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với tỉnh Khăm Muộn, giáp biên giới, thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Thứ tư, tăng cường công tác xây dựng đảng, cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục thực hiện các hiệu quả nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, chủ quan, nóng vội, đổi mới hơn nữa phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đề cao tính tiền phong gương mẫu cán bộ đảng viên, tăng cường kỷ luật kỷ cương, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng, nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, xây dựng bộ máy công quyền, đội ngũ công chức thực sự phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Tỉnh cũng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, sát dân, sát cơ sở hơn nữa, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Thưa các đồng chí, một trong nhiệm vụ quan trọng của đại hội là bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu đại hội phát huy dân chủ, công tâm, khách quan với tinh thần trách nhiệm cao trước đảng và trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, có đủ năng lực phẩm chất đạo đức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành mới vừa phải bảo đảm tiêu chuẩn, vừa phải có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số theo tinh thần chỉ thị 36 của Bộ Chính trị đã đề ra. Đồng thời đề nghị đại hội đề cao trách nhiệm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí của đảng, của đảng bộ chúng ta để bầu vào đoàn đại biểu dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 của đảng. Ngay sau khi kết thúc đại hội, tôi đề nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phân công tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm để tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ. Thưa các đồng chí, nhiệm vụ đặt ra cho đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình những năm tới là rất nặng nề nhưng hết sức vẻ vang. Tiếp tục phát huy truyền thống Quảng Bình cuộc khởi, Quảng Bình hai giỏi trong đấu tranh cách mạng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng, nâng cao ý chí tự lực tự cường, tranh thủ thời cơ vượt qua khó khăn thách thức để đưa tỉnh Quảng Bình, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phát triển nhanh, bền vững, đem lại cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đại hội đã tiến hành thảo luận về báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung đề xuất những giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong thời gian tới. Đặc biệt là nội dung phát huy vai trò của mặt trận đoàn thể, đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi thu hút các dự án đầu tư và tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, công tác đào tạo nghề và nâng cao chất lượng đội ngũ lao động có tay nghề. Trong giai đoạn 2016-2020, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh như chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp điện, dệt may và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Đây là các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh để đẩy nhanh tốc độ phát triển, đưa công nghiệp trở thành ngành trọng điểm, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ, thiết bị hiện đại, thân thiện với môi trường và phát triển du lịch của tỉnh. Các dự án có hiệu quả kinh tế cao, đóng góp nhiều cho ngân sách và giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về vốn, bồi thường giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận vốn vay ngân hàng để phát triển sản xuất, khai thác tốt công suất của các nhà máy hiện có và các dự án mới đưa vào sản xuất như xi măng, sông Danh, Văn Hóa, Vạn Ninh, các nhà máy gạch Không Nung, chế biến gỗ, nhà máy bia Hà Nội Quảng Bình, phân lân vi sinh, máy xuất khẩu và các nhà máy mới trong các khu kinh tế, khu công nghiệp để duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp. Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, sớm tái khởi động xây dựng nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 để đưa vào vận hành cuối năm 2020 theo tiến độ quy hoạch điện 7. Triển khai đầu tư các nhà máy may tại thị xã Ba Đồn, huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, nâng công suất nhà máy bia Hà Nội Quảng Bình, chế biến thủy sản, gỗ MDF và các ngành công nghiệp hỗ trợ trong khu kinh tế Hòn La, tạo thành mối liên kết vùng kinh tế Nam Hà Tĩnh, Bắc Quảng Bình. Triển khai dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí của Sài Gòn Comac, Vincom, Bixi để đưa vào sử dụng, tạo sự tăng trưởng của ngành trong giai đoạn 2016-2020. Thứ ba,
đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đặc biệt thu hút các dự án vốn FDI của các công ty đa quốc gia, các tập đoàn lớn trong nước, xúc tiến đầu tư dự án nhiệt điện Quảng Trạch 2 và các dự án lớn tạo động lực phát triển công nghiệp của tỉnh, đầu tư dự án sản xuất cọc sợi tại huyện Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn, các nhà máy sản xuất đồ điện, đóng mới tàu thuyền, chế biến gỗ, thủy sản đông lạnh, tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo. Đối với một tỉnh khó khăn thì việc hỗ trợ từ ngân sách trung ương là cực kỳ quan trọng. Do vậy, cần tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương để đầu tư các công trình, dự án kết cấu hạ tầng mang tính đột phá, tạo điều kiện để tỉnh bứt phá đi lên. Tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, một lĩnh vực mà lâu nay chúng ta vẫn còn rất yếu. Tranh thủ các nguồn vốn ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài để phát triển kinh tế xã hội. Cùng với huy động các nguồn vốn thì việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn chống thất thoát lãng phí cần được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ hơn, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra thanh tra sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong xây dựng cơ bản và mua sắm công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hai là thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn, nhằm thu hút sự tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế và của các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại tỉnh. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, các cấp và các lĩnh vực, đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, các sở ban ngành, ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại quy trình làm việc của mình, kịp thời bổ sung điều chỉnh, tập trung rà soát các quy trình giải quyết công việc nhằm giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trên cơ sở quy định của pháp luật, phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh các năm tiếp theo lên thứ hạng tốt của cả nước. Đổi mới hơn nữa việc quảng bá về hình ảnh tiềm năng cơ hội đầu tư vào Quảng Bình, đặc biệt là tiềm năng về phát triển du lịch của tỉnh trên các kênh thông tin thông tin đại chúng trong nước và quốc tế, tập trung quảng bá kêu gọi xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao như du lịch hang động, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh, du lịch biển kết hợp với khu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao trên cơ sở nguồn tài nguyên khoáng sản chất lượng cao như đá vôi, cát thủy tinh, chế biến nông lâm thủy sản. Năm là tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nghề, coi trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phát triển thị trường lao động đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập trung nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và người lao động trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, chuẩn bị tốt nhất cho các doanh nghiệp khi đón đầu cơ hội gia nhập thị trường các nước trong khu vực và thế giới theo hiệp định thương mại tự do giữa nước ta và các nước. Tiếp đó, đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử gồm 63 đồng chí để bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, bám sát yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu và trên cơ sở phát huy trí tuệ của từng đại biểu, đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 đồng chí là những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất của đảng bộ, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Với chủ đề tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững, đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16 sẽ mở ra những kỳ vọng mới. Nhân dân trong tỉnh đang hướng về đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc về những thành công trên tất cả mọi lĩnh vực của tỉnh Quảng Bình trong những năm tiếp theo. Nỗ lực của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đã thực hiện được một số vấn đề rất là tốt như về văn hóa xã hội, kinh tế, quốc phòng an ninh thì ta là giữ vững được, vẫn được rất tốt. Chúng tôi rất phấn khởi, 5 năm qua, đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân toàn tỉnh cũng như huyện Minh Hóa chúng tôi đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đời sống của đồng bào, đồng chí nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được nâng lên. Cũng trong nhiệm kỳ qua, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Quảng Bình
đã làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn trên địa bàn. Đây cũng là lĩnh vực được các tầng lớp nhân dân quan tâm. Toàn đảng, toàn dân có cái quyết tâm thực hiện rất đầy đủ và đồng thời đã có cái thắng lợi. Đặc biệt trong chương trình xây dựng nông thôn mới thì là coi như là hiện nay có nhiều xã đã về đích. Về diện mạo của nông thôn mới là đúng dân dân rất phấn khởi, tin tưởng của đường lối chủ trương của đảng. Nguyện vọng của một đảng viên là làm sao đó rồi đây là sẽ có những quyết sách xây dựng cái nông thôn, đặc biệt là cái nông nghiệp nông dân, đưa những cái máy móc rồi những cái giống thật tốt để về phục vụ nâng cao đời sống cho dân. Với những giải pháp cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đảng trong nhiệm kỳ tới, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tỉnh Quảng Bình tin tưởng rằng Quảng Bình sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Chúng tôi mong muốn là ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau để xây dựng tỉnh Quảng Bình một trong những tỉnh giàu đẹp. Tôi cũng mong muốn rằng các cấp các ngành quan tâm tạo điều kiện và chỉ đạo thực hiện tốt các cái chỉ tiêu phương hướng mà nhiệm kỳ đã đề ra, trong đó chú trọng các cái chương trình trọng tâm trọng điểm, các cái chương trình phát triển kinh tế. Lần này là tôi tin tưởng là đảng bộ tỉnh Quảng Bình đại hội mở ra là kỳ vọng mới, là sẽ là đưa vào những cái đồng chí đảng viên có đủ đức đủ tài để vào hoàn thành nhiệm vụ Quảng Bình. Phải suy nghĩ rộng ra chứ không phải chỉ nhìn trong Quảng Bình không, nhìn ra đất nước rồi nhìn ra cả thế giới để mình suy nghĩ để Quảng Bình mình làm gì để cho tốt, để đảm bảo quyền lợi của dân là của đảng, rồi quyền lợi của mọi người sánh vai cùng là cả nước. Mong rằng đại hội sẽ tạo tiền đề để tỉnh nhà sẽ chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa, để tác động trực tiếp tới sự phát triển của thế hệ trẻ, nhất là tăng cường các nguồn lực chăm lo cho thanh thiếu nhi. Tuổi trẻ chúng tôi luôn mong muốn được sự quan tâm, dìu dắt, chỉ đạo sát sao, niềm tin tưởng của đảng đối với thanh niên, để thanh niên ngày càng phát huy được cái khả năng của mình. Tôi nghĩ rằng là đại hội lần này cũng cần có những cái quyết tâm để mà có những cái giải pháp đẩy mạnh hơn nữa cái công tác cải cách tư pháp. Cụ thể là phải có những giải pháp để nâng cao chất lượng điều tra truy tố xét xử của các cái cơ quan hoạt động trong lĩnh vực này. Tôi mong rằng là trong cái nhiệm kỳ tới thì tỉnh ta sẽ có những cái biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để mà phổ biến quán triệt và thi hành pháp luật đến từng người dân, đặc biệt là những cái người dân mà trình độ dân trí thấp ở những cái vùng sâu vùng xa.